cái tư bệnh hai này cứ làm đi. Trời ơi, 2.000 đô. 2.000 đô. Tao nè, có 2.000 đô hả? Ờ, bị như vậy. Tao muốn bỏ chồng xin ăn này, cho tôi thấy nè. Thèm. Bữa đợt bị anh đi dở thành đồ giả, cái cho quá trời luôn, quá trời. Á, chứ một máy tới chứ. Con này coi clip thấy nó đi ra nhưng mà đây á ghẹo người ta đây muốn giỡn thì giả bộ nó thiệt kiểu 50-50 á kiểu là cũng nghi nghi chứ ai mà cho gì cũng nghi mà hỏi mấy chồng cũng đó ừ nên nghĩ thiệt chứ nhìn là biết nghi rồi cũng làm cái tí em biết không lúc hàng mà lắm cái gì hàng tôm lắm hàng tôm có nào không sao nói vậy? Đừng giờ đừng đâu không bao nhiêu tiền? Ba phải mà. Ở đây đẹp hơn. Có chị em mình nào đẹp hơn? Ôi, em xấu rồi. Con ấy con. Tấm lòng có chị đến đầy đủ nha, có anh Dũng mấy chị ở bên Củ Chi, bạn của chị Hương Nguyễn cũng qua đây quay bản hồn về Úc là nó ngon cái ngon rồi vô chị sao hả này là gì của nè dân 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 thịt lắm em có Vĩnh nữa là nhà có ba anh em ở chung nhà vậy đó Vĩnh đã đâu rồi Vĩnh đi làm đó chú nhà con nhà là sao gì xin dòng sớm thôi má ha nghe hát đi đó ở ngoài đây nó ban công nó thông lắm đóng cửa luôn để đồ ngay cái cánh tay để gì bác để tí là mở ra gì để cho nó mát ngồi đụng lên mi em thấy cái lần này lên sáng đi nhờ thu chị á trời trời đi qua em mới nói nó con thức 3 giờ sáng tới giờ nó có quyền ờ em có nhỏ này nhỏ này xinh gái lắm đẹp gái sợ lắm sợ chơi em thôi chứ không chơi đâu điều kiện có việc làm ổn định không biết liếm gì ai đào má ơi chồng gì chứ không biết thôi chứ ảnh biết mà biết nó là cái đó nguyễn dạ. Coi dài lắm bữa dài lắm giờ nhớ điện nhớ bắt máy nha số ruột của anh là nhớ ngập tới quên số cái ngập tóc rồi nhớ 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 phải có nước á, nước vô nó mới lạnh không nó mà tính không chịu nước thì chắc không lo bì cứ lo đá hoài nên giao phòng dịch tại nhà một bên bữa chú nhiều đem qua nhà chị luôn á ờ, ăn hòn gắp cho miếng cá chua chở lên bảo chị là không chị hết đó chị mà giờ mới nhớ bữa lên trong mình phải không nhà ở của mình nè trời ơi nãy nói vậy một lần rồi đâu có nhớ giờ mới thôi chồng rồi 35 tuổi bây giờ 55 tuổi đâu mới thèm nữa thôi nhà hôm nay có biết đâu ở nhà làm đúng không anh lên có mình chị đây à thôi thôi chứ cũng mấy thằng chồng nữa mà hai mà coi tí thì tôi không nổi thì cái khỏi bạn mấy đó thôi giờ không biết anh em 95 hai tháng đã giờ ngồi không nhớ cái bà không biết nhờ ý nó ở công ty thì nha anh giờ cũng khó chịu thế thôi kệ rộng rãi ông bà lại cho cho bon bò lại cho cục đá nữa mà lỡ có đứt một xích lăn nó cho đi rồi gì có cái tin mình trồng cây phải bón phân rồi, có trái rồi còn đá có gì? Nhất giờ chín mới nhớ. Giờ nói gì? Anh vô mời gia đình. Đây đừng có kiếm bỏ hết. Để đây mượn em. Vô mặt. Vô em. Tôi bà mới nhớ. Em đi, đừng em chạy cái thôi. Đừng có đâu em.
cầm trên đùi em ngủ. Trời ơi. Trời ơi. Đi một về hai rồi đó. Cá nằm luôn. Có gì có gì nói. Cái này tên ra đùi luôn á. Chân. Chân. Cái tên chặt đùi cho nó sốt á. Nghe em. Nghe em hồng nó lát nằm đùi ngủ. Đùi em chặt lát em chết luôn à. Thấy được à. Cái này đi đùi á. Cái này đi Mỹ là rước hồng chứ chắc cứu. Có cái miệng không à, nhát gái gì. Tại ba không chơi đâu dám. Vậy cũng phải ai tầm mới dám mình. Tôi nói chiều đi cô gái đi, cứ chiều xuống chị Ngọc. Chiều cứ kiếm chị là nhưng mất hai chị lắm. Bạn nói chiều bộ tôi cũng bạn cũng chào cậu. Sao thì bữa rồi chứ đen. Chạy nè. Ông sao hôm nay ngơi luôn rồi nè. Bà có vũ thu phương rồi á. Thì như vũ vũ phương giận mà. Đúng rồi. Bên Vũ Phương bên hồi xưa bên Lan Quế Phường á vậy. Bên Lan Quế Phường á. Đúng rồi. Đúng rồi vậy xưa mà ở ngay gần cầu vượt Nguyễn Chí Phương á ngay. Chị coi chị biết bà không bỏ số chín nào. Bỏ ghẹo pha cũng có duyên lắm nha. Không mà nói mà không cười nha. Hay lắm. Em về em bỏ. Em coi mà chích đi. Không có tập nào mà dở. Hay lắm. Thì chích chửi cái đi chị giúp. Có chửi cũng có duyên. Cái clip mà đi chùa với anh Toàn á. Phải kêu anh Toàn lái em đi. Hay dễ thương. Mà phải chửi Toàn cũng thích cười nữa nha. Anh Toàn lái em đi. Không em biết nó vui nha Toàn. Dạ sẽ là sao vậy. Cứ theo ghẹo đòn này nè. Em sợ gì rất luôn, chị trời ơi ông anh, trời. Không mà cái clip mà coi bán sầu riêng á, ghẹo nữa cũng có duyên nữa nha. Dạ. Chị Giang thì nó không quen nhỏ bán bánh nữa, nhỏ đẹp lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ai quen? Để chị hỏi không vợ nha. Gì? Thiếp gì? Thôi, không nhau được. Đây đông người quá hết, sợ. Nói đi, lắc cái búa. Về. Ờ, nói cho chị vui đi. Kiếp không tệ, có không búng chặt. Gì thiếp không đủ tài. Ừ, không cứ miệng vậy đó hay lắm. Gì thiếp không đủ tài, búng chặt ở phu quân. Đó thôi. Cái này đông quá sượng. Không, còn sượng sượng. Sượng. Không, cái này mà ở kẹo ra. Chính là chính hay hay hay. Vừa sợ mà vừa chửi. Đợt chửi qua vừa hơi chửi đã rồi nó quýnh xong rồi chị. Dũng. Hôm qua cái clip cũng vui. Dạ, hôm qua tụi em khịa quá trời, vui quá trời luôn. Anh sao vui? Mỗi tí em chụp là già nha. Đó. Làm sao cho nói tò với gà. Mấy này là con heo nái nhậu chưa? Ăn ghê. Ờ, ăn xong ngủ không? Diễn, mấy diễn. Tiểu đường uống nước ngọt bốn chai. Dỗ ăn còn miếng. Em à. Rồi kịch khu luôn rồi chứ. Rồi, mày chứ có đeo không? Không có coi clip bảo. Thôi, chứ coi xuống nữa. Ôi, chị vậy? Đủ tê nha, cái gì mày không xem nha. Không xem cái tự tạo nha. Mày là chết đi. Mày cũng tạo mày à. Chị thôi lắm. Tôi là không nhậu đâu, bây giờ. Không bận. 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 Thầy gái gửi cái clip á. Trẻ giá người nhiều người khổ sao chị đưa gì chứ. Nó gửi cho là clip á. Dạ. Mày mày kêu lo mày nó cho được nha. Bất nợ. Bất nợ. Thầy chắc bị đứa nào cũng vậy lắm. Thầy coi cái gì đó. Thầy bỏ cái luôn à. Cái cho anh tập đá lên đây. Đó thương là cho cái đường sinh. Nghe chưa, nghe chức nghe vợ Nguyễn nói chưa? Nè thương cả cho chức sinh ta cũng cho đâu. Đó thấy má chồng ông đấu cường sinh đâu có vàng liền.
Cặp bào đứng này mà nãy mình liếc cái gì Sơn, cái gì Sơn nhận vàng mà liếc. Mà sao anh ấy dễ lắm, nhìn A, B, C ra đóng thành nền hết rồi. Người ta không nói nhưng mà biết hết. Đúng không? Trời, người ta cho mà ê, con gà chín chưa chứ đây hơn chín không? Mãi không rồi. Dạ. Chín đi đâu mãi không? Để chín không ơi, không? Để coi sắp xếp rồi. Qua tuần. Qua tuần đi mình có lâu đi. Tao muốn chạy chị. Sợ là chín luôn luôn có không? Chị xỉn gà đó là tao mình lờ lờ thôi đi Hà Nội gì cũng đi. Lấy bộ lâu lâu ăn đi. Cỡ nào chị cũng chơi. Ờ đúng rồi. Thằng tí nó làm gì đó. Chị nhậu em. Không nhậu mấy nữ chị thôi chủ uống kiếm thôi rồi ba lon ở đầu đây lót lót biết ấy chị mới đầu không chịu uống gặp tí mát không biết là thôi đừng cho chị uống thôi đủ nước ngọt nè thôi chị nhắc nha không phải nhắc từ từ ra hai lon mà cái đầu ba lon đúng rồi nghe hai lon mà đi thì còn ba lon là đi ra tới nhà nè Dân. Dân. Chính thế làm anh. Dân. Không có thằng nhà chị đẹp trai lắm. Dẫn chơi.